Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. Ok, let's get. Chào mừng anh em trở lại channel của Bình Cường nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với siêu phẩm Alone. Siêu phẩm Ben Beckman song đấu anh em nha. Xem tình hình như thế nào nào. Đây. PVP đấu trường thế giới cụm server EU. Cực kỳ rát cho anh em đây. Chúng ta có trận tứ kết giữa ông Hama C sở hữu cho mình Ben Beckman 3444 chơi ống nhòm. Chấn động này. Thân thể và tinh chuẩn. Chơi full bộ hiệu lãnh đạo thần bí. Credit đêm 309%. Ôi căng nhỉ, credit đêm 309% cơ. Credit đêm 49% hơi thấp một tí. Nhưng mà con Ben Beckman nó cộng credit với credit đêm 50% anh em nhá. Chứ không hề đơn giản đâu. Con này tôi nghĩ là nên build attack cho nó thì hơn. Con này ấy, nên là có chỉ số attack cao thì hơn. Vì anh em phải biết nhá, cái credit đêm và credit red này nó có cao đến mấy đi chăng nữa mà cái tỷ lệ attack của anh em thấp ấy thì nó nổ đam không bao giờ to được. Chắc chắn là nó là như vậy luôn. Katakuri chơi la bàn à. Katakuri chơi la bàn ở trong cái PVP đấu trường thế giới này tôi nghĩ là không hiệu quả bằng chơi cái đồng xu nguyền rủa anh em ạ. Đồng xu nguyền rủa ông này để vui lùng xu nguyền rủa ông này cấp độ lỏ. Đây. Alone cũng sở hữu cho mình Ben Beck 22.420.000. Hơn team chính của ông kia là 1 triệu thôi. Hơn 1 triệu thôi. Ben Beck này mắc số chơi la bàn, tịnh hóa, liên kích, thần xích, tinh chuẩn và chấn động. Chơi full dam rồi. Mà chơi full dam có mỗi thần xích là kéo lại một tí thủ thôi. Chơi full bộ lãnh đạo thần mí 284-55%. Trong bộ lãnh đạo của các ông này là không có attack. Con Ben Beckman này nội tại cộng attack rất thấp nhá anh em nhá. Credit được cộng cao rồi. Trong nội tại chính của nó không có cộng attack. Không có cộng attack anh em ạ. Nên là con này tôi nghĩ là phải có tí attack ở trong bộ huy hiệu cho nó khỏe. Mắc số này. Mắc số đến từ Ben Beckman. Katakuri chơi ống nhòm để tăng credit anh em ạ. Katakuri chơi ống nhòm để tăng credit và attack. Khỏe đấy. Ống nhòm với cả cái đồng xu nguyền rủa là cũng 19-10 đấy, 59-270. Satun chơi mũ phù thủy này, Uta là bí văn hải đồ và Bagi vẫn là team này thôi. Quan trọng hơn là Alone đã đẩy cho mình con Sabo lên team phụ chơi súng này. Đây, Sabo, Luffy và Enhen tái hợp. Ông Hama này cũng đẩy Sabo lên team phụ, hai ông này cân đấy. Thế trận đấu sẽ quyết định bởi team phụ 1, 14-17 này. 16 và 18 cũng là gọi là chênh nhau một tẹo thôi. Chất tướng là chênh nhau khá gọi là một tẹo tê tẹo thôi. Thôi chúng ta sẽ đi cùng đi vào trận đấu chính thức ngày hôm nay để xem Ben Beckman thể hiện như thế nào anh em nhá. Ben Beckman thể hiện như thế nào. Còn đây là con Mihawk. Chính thức là Mihawk là con nói là con ghẻ đấy. Mới ra là có một thời gian ngắn thôi mà. Mihawk chưa từng đứng ở trong team chính anh em ạ. Quá là đáng tiếc. Nếu mà muốn build Mihawk vào team chính khó lắm. Con này thủ nó yếu. Con Antonio Hawk này thủ nó yếu quá anh em ạ. Roger của mình hôm qua cũng gánh team mang lại chiến thắng giúp mình vào trận chung kết. Để xem ngày mai tình hình trận chung kết tình hình như thế nào. Không biết là có đăng quang được thêm lần nữa không. Đăng quang lần thứ N. Lần thứ 6 ở PP đấu trường thế giới không. Cũng khắc nghiệt nhất hành tinh. Còn đây là anh Mihawk. Một chém này. Anh em đừng coi thường team phụ nhá. Bây giờ xem vậy EU là trận chiến của team phụ đấy. Team phụ ông nào mà win là lợi thế phải nói là cực kỳ lớn. Chiến thắng gần như là 90% ở trong tay nếu mà team phụ win. Và nếu mà để Sabo ở trong team chính bây giờ thì rất dễ bị câu nội tại anh em ạ. Và Sabo bị câu nội tại thì nó chỉ còn là một cái tên thôi. Nhiều ông vẫn chưa hiểu tại sao là Ben Beckman khắc chế được Sabo. Nó là do cái phản đam của Ben Beckman anh em nhá. Ben Beckman không những là khắc chế Sabo mà nó còn khắc chế tất cả những con đam to và đam AOE thì hiện tại. Càng đã AOE càng chết. Tí chúng ta sẽ đi vào bài phân tích chi tiết luôn. Càng AOE càng chết anh em ạ.
Rồi chúng ta sẽ đi vào round tiếp theo của Luffy Inferno đánh nhau nhá, để xem Mihawk ulti nó sắp cuối đã. Kể mà xanh thần tị nó ngon một tí, sau này ra là phiên bản làm lại của xanh thì xanh kết hợp với Ben Beckman, chúng ta làm một băng xanh tóc đỏ được đấy. Sau này ra là Yasop với cả mấy ông nữa. Yasop ra sủng đấy. Thế là tính ra là băng của xanh là có hai người súng bọc đạn bọc haki đấy. Là Yasop với cả Ben Beckman đấy anh em ạ. Luffy Snake Man. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào round tiếp theo nha, let's go. Ok, ok. Team phụ của Hama đây nhá. Team phụ của người chơi Hama Baki đây. Giờ để cho mình là Sabo, nhưng mà nếu mà theo cái quan sát của tôi đây là Sabo, nếu mà anh em để Sabo ở trong team phụ đấy thì nó sẽ partner cho Luffy nha mà. Đâm ra cũng là con dao hai lưỡi đấy nhờ. Cũng khá khó đấy. Nếu mà để cho Sabo làm team phụ, nó sẽ partner cho Luffy. Mà đã partner cho Luffy là anh ấy em biết rồi đấy, thủ của Sabo yếu rồi luôn. Vừa nói xong Sabo đi luôn với Kizaru được. Khả năng là phải xem xét lại nha, khá là không ổn đấy. Sabo nếu mà để team phụ này có những cái tình huống như thế này cũng là khá khó thở anh em ạ. Rồi Luffy bây giờ chỉ còn là một cái tên. Khi cái partner của nó đã bị thịt thì Luffy chỉ còn là một cái tên thôi anh em ạ. Mặc dù đã có sở hữu cho mình Ngũ Lão Tinh, nó vừa mới bị choáng. Đã sở hữu cho mình Ngũ Lão Tinh đó là New Siro, nhưng vừa ăn cỏ choáng không hóa giải nha. Không phải không phải choáng, nhưng mà choáng không phải là không hóa giải, mà là ông kia hình như không có định hóa. Rồi, ăn diệt hồn nữa kìa. Cái ấn diệt hồn của Roger hơi bị lợi hại đấy, cái trận đấu ngày hôm qua. Hôm nay tôi chưa review cho anh em được, nếu mà ngày mai là trận chung kết win tôi review luôn cho anh em. Là con T win hôm qua là bị bế đi bằng cái ấn diệt hồn của Roger trong trận tứ kết của tôi gặp ông Mika đấy anh em ạ. Rồi phản kích ulti này. Sagami no Magatama Kizaru vẫn rất khó chịu nha. Chiếm vự 35 cụ này, úi giời ơi. Rồi giờ cũng đã lên đường rồi. Anh Hoác đứng trước Ngũ Lão Tinh sợ cái gì? Ai sợ thì đi về. Phong cách công ty là ủa, Kizaru căng chưa? Kizaru đối đầu với Ngũ Lão Tinh, may mà không phải là Satun. Hôm qua là đọc thông tin thì là Gáp chính thức là vẫn còn sống anh em ạ. Thầy ông nội Gáp của chúng ta chính thức còn sống và vẫn đang rất mong chờ một Galaxy Impact phiên bản ở trong game. Nhưng mà chưa có nha, cay thật sự. Đã có hiệu ứng skill đầy đủ rồi, những con nó hiệu ứng skill đầy đủ rồi thì nhà phát hành không chịu ra, mà lại toàn cho ra những cái con mà chưa có hiệu ứng skill như Ben Beckman anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Rồi phản kích ulti này, còn hai con phản kích ulti trên sân. Luffy mà không partner được ấy, mấy hai con này thì đúng là khê. Đấy phản kích ulti, hai con đều phản kích ulti. Luffy partner được với Tewin Dragon là ngon nhất. Giời ơi anh chạy. Lại phản kích ulti này. Hiện tại ở trên sân có 3 ông phản kích ulti. Anh em ạ, có 3 ông phản kích ulti. Kizaru, Nushiro và Tewin. Vào đao ulti nhá. Đây vào đao ulti của Nushiro này. Tetsuro vẫn còn sống cơ. Đây ulti của Nushiro 8-7 rồi. Kiếm bọc haki đấy. Đây cũng là một trong những thành bảo kiếm đấy. Một chém Tewin ulti. Ồ vẫn chưa có kết quả. Căng nhè. Phản kích ulti này. Ui dồi ôi, phản kích ulti lại đau hơn cả ulti cơ à. Giáp thế nhỉ. Ui vừa bị đóng băng kìa.
Ui giời, nước siro nó dọn dọn hết chỗ này anh em ạ. Tetsuro vừa bị đóng băng không dại kìa. Bắt đầu chắc là bỏ tinh hóa rồi. Nước siro quét hết chỗ kia. Tetsuro này. Tetsuro ấy à. Ấy à, ăn dắt thương tím. Đây, team chính của team phụ của Alone này. Team phụ của Alone mà nhìn nó cũng chất chơi người rơi. Vẫn là Sabo tanh cho Luffy. Nếu mà muốn để Sabo ở team phụ như thế này ấy thì team phụ 1 của chúng ta cũng phải là khá khỏe đấy anh em ạ. Team phụ 1 chúng ta phải khá khỏe thì mới đỡ được đấy. Và bây giờ hiện tại có Ben Beckman rồi ấy. Mà để Ben Beckman ở team phụ thì đúng là không ổn một tí nào. Thì Ben Beckman bây giờ để team chính nó bút phản 5 con cực kỳ rất anh em ạ. Phải nói là cực kỳ ngon đấy. Sabo trên có 2.7 thôi, ăn thấp à. Con Nushiro đang miễn nhiễm sát thương. Còn đốt thì đốt được tê win thôi. Rồi hình như là Alone đã sử dụng nội tại. Mà không phải hình như mà là chắc chắn rồi. Đã sử dụng nội tại của con Tewin rồi. Vì Tewin có một lần hồi sinh mà. Mà vừa lấy thấy Tewin oảng thì chứng tỏ là Sabo đã sử dụng nội tại rồi anh em ạ. Đấy, con Nesuro này rất trâu với Khiên Băng nhá. Ở trong trạng thái Khiên Băng là nó bất tử anh em nhá. Ở trong trạng thái Khiên Băng là không nhận sát thương luôn. Bất con nhà bà tử luôn. Tứ hoàng Luffy đấm mít này. Bây giờ nhiều tướng ngon quá, xếp team nó cũng khó khăn anh em ạ. Khó khăn và lăng tăn. Thôi chúng ta sẽ đi vào round chính nhá, let's go. Ông Hama vừa rồi là bị câu với một round ulti. Khá là thiệt đấy. Rồi, bây giờ xem xong đấu Ben Beckman, xong đấu Kata. Một xiên. Đấy, đã bắt đầu có dấu hiệu trừ. Đấy anh em nhìn chưa, Kata bên này bị trừ đam này. À trừ máu này, 1 trừ 1 triệu đam này anh em nhìn chưa, vừa lấy trừ 3 triệu. Ben Beck trừ 3 triệu rưỡi này. Úi giời ơi. Ben Beck của Alone 600k. Đây phát thứ 2 chắc chắn là đau nhá. Phát thứ 2 chắc chắn đau, phát thứ 3 bắn ra nội tại này. 1 triệu rưỡi phát thứ 2 chắc chắn đau. Những ông dính lock on thì ăn phát thứ 2 là đau. Thốn luôn anh em ạ, thốn tận rốn luôn. Đây xem Katakuri bên này. Ulti Katakuri, ulti AOE thì phải. Bagi cũng AOE này. Một phát. Nhưng mà có Bagi vào trong team cảm giác vẫn an toàn hơn. Hai con tanh, ba con sát thương cảm giác trong team vẫn an toàn hơn anh em ạ. Ta này. Hai bên vẫn đang trong trạng thái giằng co. Đây. Bao nhiêu? 40 củ. Ủa. 40 củ bế luôn con Satun ở bên ông Hama đi rồi. Càng nhà bước ngoặt trận đấu ấy rồi. Đấy, bị trừ máu này. Ô Ben bên này bị choáng à. Ben rồi nhưng bị choáng sao nhỉ? Ừ, ăn choáng của Satun trong round ulti vừa rồi thì sao đấy. Một chick. Nhát nữa. Rồi luôn, ngủ rồi, nó đập kìa. Nó đập kìa. Lock on này. Đấy trừ 3 triệu máu. Trừ 1 triệu 8 này. Bắn này. Đây chuẩn bị vào đào ulti nhá. Katakuri 20 triệu 9. Không kết liễu được con nào. Nhìn chung là không để Sabo trong team chính. Sát thương nó cứ thiếu thiếu như nào anh em ạ.
tôi cảm giác là sát thương nó cứ thiếu làm sao ấy. Ben Beckman nó quá hot, hot hơn Ngũ Đạo Tinh rất nhiều nhá. Ben Beckman vừa ra cái công lớn xả dương lấy luôn, xả dương lấy lưng mắc kỹ năng SP luôn được. Quân tướng meta là người ta nhận định là chắc chắn meta là nên đầu tư nhỉ bạn, nên đầu tư để xả mắc. Chúng ta chuẩn bị được xem đạn bọc Haki Ben Beck. Đấy, trừ 3 triệu máu đến từ cả Katakuri kìa. Ben Beck. Đây phát hai đầu này. Phát này cực kỳ đau này. 27 triệu này. Saturn bay màu. Đừng đùa nhá, trận đấu giờ trở về thế cân bằng rồi nhá. Hai bên đều oảng chó sao bụng Saturn rồi. Hai team đều oảng chó Saturn, trận đấu cân bằng này. Đấy bắt đầu trừ máu khá nhiều. Sau khi Saturn đứt thì bên này bị trừ máu khá nhiều là ui rồi, Katakuri đập vào bên kia bị trừ nửa cây máu anh em ơi, nửa cây máu phản đam này, bị trừ nửa cây máu phản đam nhưng mà có hồi máu nữa thụ động, có hồi máu bị động. Nhưng mà giữa tất cả các con tướng DPS, tướng sát thương ở meta thì hiện tại tôi vẫn thích Katakuri nhất. Đấy trừ úi giời ơi ông này này. Ông này sau khi vả xong hai cái trừ 70% máu anh em ạ. Dã man chưa, nhưng mà bây giờ đôn vào đầu ulti hơi căng này. Phát một siêu nhẹ và phát hai siêu đau. 15 triệu mốt. Con Ben Beck này gần như nó ulti mặc định ulti 3 lần vì cái nội tại của nó tiêu rất nhanh anh em ạ. Gần như là vào đầu ulti là mặc định ulti 3 lần nếu có lên kích. Nếu như người mà có lên kích đầy đủ thì mặc định như là nó ulti 3 lần đấy. Katakuri 36 củ. Ui thôi xong. Thế là Ben Beck đã oảng chó anh em ạ. Thế là Ben Beck của chúng ta đã oảng chó. Hơi đáng tiếc. Rồi luôn ăn phản đã thường đến con BG mà con ăn phản. Chết thì tôi cũng đến chịu đây. Sau khi Ben Beck chết thì team của ông Hama mất cái phản đam. Hơi thốn nhỉ. Chẳng nhẽ mùa này Erlon lại vô địch tiếp. Không ai hạ được Erlon sao? Không ai tảng được Erlon ở đấy. Mất Ben Beck cái là mất đi cái phản sát thương ngay. Rồi ông cả bảo bẩn ulti xong còn lại lăn ra. Tôi nghỉ lắm. Ui giời ơi, may mà không liên kích, cái liên kích quả đấy vớ vẩn toay. Không liên kích trừ 60% máu rồi mà quả đấy cứ vẩn toay. Katakuri có hồi máu thụ bị động nhá. Anh em nhìn chưa? Bị đánh mà Katakuri hồi gần như đầy máu này. Có hồi máu bị động đến từ Katakuri. Ben Beck nhìn chung là đam cũng không được to anh, hiệu ứng khó chịu anh em ạ. Rồi luôn Katakuri làm. Rồi ơi. Rát thế ở rồi. Đâu để xem vào round ulti à. Vào round ulti bế ulti ta đi này. Chứ không chúng ta không cần phải tua. Rồi ăn lock on nhá. Về với ông bà đi, ăn lock on của này dễ tím lắm. Có nhựa 6 này. Ui, ăn đạn bọc Haki mà không được gì cơ. Rồi chúng ta sẽ đi vào thống kê trận đấu luôn này. Rào 1 này tẩn nhau cũng khá ác. Sang rào 2 là ông này bị đen. Còn Sabo chết ngay rào 1 với Kizaru được. Quá đen đến từ Hama anh em ạ. Thật sự là đen, không Hama là đen thật. Anh trận này đen. Đây vào rào này gặp Sabo là tím ngắt rồi. Đây Ben Beck 2 rào 130 triệu đam đây. Bắn vào Erlon team phụ đi luôn anh em ạ. Mà team chính thì anh em biết cái kết quả, cái kết rồi đấy. Ông nào đi Ben trước là tím. Bị phản sát thương chết quá nửa team ạ. Quá khủng, Ben Beckman không phải là một trong những tướng hàng đầu meta hiện tại đấy thì còn còn gì nữa. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ siêu phẩm ở trên kênh của Mikun. Bye bye và chào tạm biệt anh em.